nhìn em từ xa, tình hình trái tim làm vợ và đứa sẽ giữ lòng trung thành với em khi tìm vương cũng như lúc gia đình khi bên nhà cũng như lúc mạnh khỏe để yêu thương và tôn trọng em hoàn toàn. Thưa đại em tên là Trần Thị Cát Tiên, nhận anh theo vai nghi vững làm chồng và đứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi tình vương cũng như khi định mệnh cũng như lúc mạnh khỏe để yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày suốt đời. You may kiss your bride, and that's too short, that in Vietnamese.